Rồi, xin chào anh em. Cũng như với cái nhu cầu là nhiều anh em đang hỏi trên kênh đó là cái chất đất của cái mai Bình Định thì được xử lý như thế nào. Thì ngày hôm nay thì vườn mai chín mà xin chia sẻ cái cách làm đất của nhà vườn của mình. Hiện tại thì mình đang xới cái đống đất. Đất này là cái đất trồng đậu á. Đậu nành, đậu phộng á. Giờ quay cận cảnh ở đây cho anh em xem á. Đây. Đây cái tỷ lệ phân đây, đất thịt đất soi như thế này đó, anh em nhìn cái chất đất này đó, và kết hợp với cái đất đó, thì mình chuẩn bị thêm đó, là cái chất trấu. Đây cái chất trấu đây nè, đây là cái chất trấu nè, chất trấu này để trộn vào trong đất đó, và thứ hai nữa là cái vỏ đậu phộng. Đây, đây là cái vỏ đậu phộng, vỏ lạc này, vỏ này vỏ đậu, đậu phộng và vỏ lạc này rất là giàu đạm, còn thời gian phân hủy nó sẽ giúp cho không thoáng cái đất đạm. Thì cái thời gian trước một khi đất đó, thì mình cũng có đủ thêm cái phân để cho bỏ thêm cái phân vào trong đất rồi. Cái thời gian ủ đất nó được quay đất ra. Đây khi mình trộn đất đó, thì mình trộn đều như thế này. Đưa các cái chất trồng. Đây là cách xử lý đất của vườn mai chín mà. Trộn đều nhuyễn đất. Anh em xem để ý. Thêm cái phân dạng vi sinh vào trong đất thôi chứ không có gì đặc biệt. Đây trấu nè. Xử lý mình trộn như vậy. Đủ vô đất cho nó mềm. Trồng của mình anh em này nhá, nó chất trộn cho trấu, lấy cái đất trồng như thế này mà làm cho nó tươi xốp ra, trộn thêm cái trấu và cái vỏ đậu. Nếu như mà có điều kiện tốt thì anh em trộn cái xơ dừa mũng vào, xơ dừa bột á, vào trong này để làm cho đất nó tươi xốp. Với tuyệt đối là chúng ta chỉ vô cái phân vi sinh dạng thịt rễ thôi, chúng ta không có vô bất kỳ các loại phân nào khác, phân bò, phân heo, phân gà đó, những trình xử lý đất là không có vô. Vô đất nó sẽ nóng, mà khi rễ cám ra gặp cái loại phân đó mà chưa có qua quá trình phân hủy hết đó, nóng mà nó sẽ chết điện với rễ cám đó. Nên là anh em cẩn thận trong quá trình xử lý đất. Rồi đây mình xử lý cái đống đất như thế này để chuẩn bị sang cái dàn chậu đây, chuẩn bị sang cái này hết vài ngày là một cái mình sẽ làm một cái video clip mình sang chậu và trồng cái mai con cho anh em. Đây cái lô chậu mình đang chứa bên đây để chuẩn bị lên xây sang chậu đây. Đó, chậu thì được cơ thành khuôn như thế này hết anh em. Đây nha, chậu thì được cho thành khung như vậy, khoảng cách rất là đều nhau. Và ở dưới đáy chậu anh em, dưới đáy chậu là mình cũng lót một cái lớp cát nha. Đây lót một cái lớp cát để tưới nước nó thoáng, sau đó bỏ đất vào mình trồng cái con hạt là thay chậu mới. Cây thì bấm cành như thế này hết rồi, nhưng để chuẩn bị cho quá trình thay đất đây. Nguyên cả đống đất ha. Rồi. Xử lý đất cũng phải tốn nhiều nhân công lắm anh em. Xin cảm ơn anh em xem video. Về cái đất trồng á thì mình có thể liên hệ qua bên nhà vườn để được tư vấn với số điện thoại là 0904338219. Anh em liên hệ với nhà vườn để được tư vấn thêm.
Rồi xin cảm ơn anh em xem video nha.